Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9. À xin lỗi ạ, mùng 3 tháng 10 rồi. Trời ơi, tháng 9 thì có mà. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10, em lên ôm máy 14 con. Vâng, máy em báo trên từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có rào vuông, bá phát cước, giày đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay cầm. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và lô máy hôm nay thực đơn gồm những con đến từ những thương hiệu như Talaka, Maruyama, Echokurit, Mitsubishi và Honda nha các bác. Đó là những thương hiệu chính của dòng máy Nhật bãi Nhật Bản. Đặc biệt hôm nay có một con Mitsubishi TL33, máy đeo ba lô nha các bác. Hôm nay con đẹp quá thì em không nên cần nữa, bán máy ba lô nha các bác. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay có một cái mini game dành riêng cho các bác nha. Vâng, em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác lựa chọn cho đỡ mất thời gian. Và hôm nay có cặp Honda GX22 nha các bác. Một con tum liên, một con tum rơi. Mitsubishi TB, xin lỗi ạ, Mitsubishi TL33, đẹp xuất sắc nha, trục giật trợ lực le tay đỏ, máy ba lô nha các bác. Mitsubishi TL261, trục giật trợ lực le tay đỏ. Mitsubishi TL261, trục giật thường. TL26, Mitsubishi TL231, TL23, con Echokurit 260. Vâng, Maruyama phân khúc làm cỡ gia đình, túi tiền vừa phải chăng các bác cứ lựa chọn những thương hiệu Maruyama này. Maruyama 26cc, Maruyama 23cc, hai con. Một con Maruyama 20cc, một con đến từ thương hiệu Talaka 20cc. Và đặc biệt hôm nay như đầu video đã nói đấy, có một cái mini game nha, mini game dành cho các bác. Đó, các bác vừa xem máy dự đoán trúng thưởng nha các bác. Và hình thức rất đơn giản, các bác chỉ dự đoán 3 con số. Đó, 3 con số series, tí nữa em sẽ cho mấy con số series đầu. Đó, khi các bác trúng 3 số series đầu ấy ạ, con máy này, phần thưởng này sẽ thuộc về các bác. Và có một số bác nói ạ, 3 số thì đoán đến Tết cũng chả trúng được. Vâng, bên cửa hàng vẫn có, khi các bác không trúng 3 con số, em sẽ chọn 2 con số bác nào đoán nhanh và gần nhất nha. Đó, kiểu gì cũng phải trúng thưởng. Và các bác lưu ý, cái giải thưởng này em sẽ không để lâu đâu ạ. Đó, ngay video tối mai em sẽ công bố giải thưởng nhé các bác. Vâng, ở trên video trước có một bác bình luận đấy ạ. Đây là chỉ hình thức câu view. Vâng, xin trả lời riêng cho 1-2 trường hợp đó ạ. Chính xác, đây là một hình thức câu view mất tiền. Và chỉ có những thằng ngu như Đông Cơ Thành Định ấy mới làm những cái điều này thôi nha các bác. Vâng, và đây là một con máy và chắc chắn rồi, những con mà em chơi mini game ấy ạ, là một trong những con máy nó phải mới trên 90%. Đó, hôm nay em cũng không tính làm đâu, nhưng mà con này nó đẹp quá, xuất sắc quá. Đó, các bác vừa xem hình thức, các bác vừa xem máy. Đó, chốt máy, chọn máy. Đó, vừa có một tí giải thưởng nho nhỏ nha các bác. Và khi các bác ấy ạ, dự đoán đúng 3 con số nha, thì cái máy này là không đồng cho các bác, miễn phí ship, phụ kiện kèm theo. Còn khi không có bác nào trúng 3 con số thì em chọn 2 con số, thì các bác phải bỏ túi tiền ra là 1 triệu đồng nha. Trên thị trường con máy này nó rơi vào tầm giá mới đẹp như vậy này, nó rơi tầm giá 2 triệu 150 nghìn đồng cho đấy 2 triệu 200 ngàn đồng nha. Một con Mitsubishi TBE. Vâng, em sẽ review luôn con này luôn, Mitsubishi TBE 27cc nha. Và từ cái bình xăng rin của nó này các bác có thể thấy nhá, mới đến trên 90% nha. Lốc máy dập made in Japan, dập nổi, tum liền. Đó, nó đang sử dụng bộ tay ghi đông 1, gà bóp ở đây nha. Đó, gà đây. Đầu bò soi luôn cho các bác, con này VIP quá thì soi luôn. Đầu bò ngược chú vẫn còn, đầu bò khỏi chê thôi. Đó, trên thị trường đang giá bán là 2 triệu 150 ngàn đồng đến 2 triệu 200 ngàn đồng này, ngay bên công Lâm Cơ Thành Định nhá. Còn đẹp như vậy cũng phải fit giá đó ạ. Đó, và khi các bác dự đoán, thử nhà nó dán đây rồi. Đó, đây là 2 con số đầu nha, 3 con số đầu 0027. Đó, các bác dự đoán 3 con số cuối nha. Đó, trúng 3 con số được cả máy, trúng 2 con số các bác phải bỏ cho em 1 triệu nữa nha. Đó, đó là hình thức mini game này. Cực kỳ đẹp luôn ạ, không có một điểm chê. Trục giật có trợ lực.
đẹp nhé các bác. Đó, bác nào mà ví dụ mà có 2 trường hợp đoán đúng ạ, có 2-3 trường hợp đoán đúng 3 số chẳng hạn, đó thì em sẽ chọn người đoán đúng nhanh nhất nha các bác. Các bác lưu ý. Vâng, quay trở lại video. Video này lô chữ Y nha các bác. Khi các bác chốt máy, các bác nhớ cái mã số nha. Mã số, ví dụ cái chữ Y này, các bác thích con Y 1 triệu đồng này, các bác kết bạn qua Zalo 2 số điện thoại em vừa nói trên đó, rồi nhắn tin chốt Y 1 chẳng hạn. Đó, rồi em chụp hình ảnh gửi cho các bác xem một lần nữa. Bác chắc chắn chốt thì ghi địa chỉ số điện thoại người nhận nha các bác. Và Y 1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Talaka, một con công suất cỡ nhỏ, đó phù hợp với công việc sử dụng, công việc gia đình, tương đối mới, đang sử dụng chế Guamoro, chế ga ngang, chế một kim, tum rời của cái dòng Talaka nha các bác, tương đối đẹp đấy ạ. Tay ga giữ, tình trạng ring nguyên bản, giá chỉ có 1 triệu cho con Y 1 ngày hôm nay ạ. Talaka phân khúc 20cc lòng 30 ly. Chỉ có 1 triệu đồng cho một con máy nha. Và cái giá này đã bao ship cho các bác rồi, bao ship về đến tận nhà cho các bác, và 5 món phụ kiện kèm theo. Y1 giá 1 triệu. Vâng, nhỉnh hơn một chút nữa, các bác có thể lựa chọn những cái thương hiệu Marujangma. Giới thiệu cho các bác con số Y2 đến từ thương hiệu Marujangma, BC20, 20cc lòng 30 ly công suất cỡ nhỏ nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này có trục giật trợ lực, kéo lên thả xuống là nổ, phù hợp với bác nào không thích những con mà giật nặng nha. Đó, cái con này nó giật bằng cót nha. Ý là khi các bác giật nổ nha, các bác cứ kéo nhẹ nhàng đấy thôi. Đó, cái cót nó làm cho máy nó nổ, chứ không phải các bác giật làm cho nó nổ nha. Đó, thả xuống là nổ thôi. Đó là cái những con mà em nói review là trục giật trợ lực bằng cót, cót kéo là nổ đấy ạ. Vâng, với những cái thương hiệu này nó đang sử dụng chế Guamoro, chế ga ngang, chế một kim, tum liền, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi riêng nguyên bản. Giá 1.250.000 đồng Y2 ngày hôm nay ạ. Chỉ cần kéo nhẹ nhàng thôi, thả xuống nổ. Đó, còn lúc nãy là giật 3 cái là chẳng qua là xăng nó chưa lên nha. Đó, phải bơm xăng đóng ne sáng ra. À, quên, hôm nay là chưa hướng dẫn cách sử dụng. Sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng nha. Các bác nhấn cái nút bơm xăng ở dưới này. Đó, tùy theo từng cái ne. Ne bên tay phải các bác gạt lên. Đó, giật nổ rồi, nổ rồi các bác thả xuống. Còn khi nó nổ rồi không cần phải bơm xăng, không phải đóng ne nữa nha. Nhẹ nó nổ thôi. Vâng, Y2 1.250.000 đồng. Vâng, lại nhỉnh hơn một chút nữa, các bác thích những thương hiệu Marujangma, các bác có thể chọn Y3, cũng là Marujangma, phân khúc nó nhỉnh hơn Y2 một chút. KC23 23cc lòng 32 ly, phiên bản này cũng có trục giật trợ lực, kéo lên thả xuống là nổ, cũng qua một rô một kim, chế ga ngang, tum liền, tay ga giữ, tình trạng riêng nguyên bản, giá 1.450.000 đồng Y3 ngày hôm nay ạ. Công tắc xuống là tắt, lên là bật nha các bác. Y3 1.450.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, bác nào chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh, chờ những video tiếp theo, thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày nha. Đó, ngày nào cũng đi sóng hết trong tuần, trừ ngày thứ 7 đó thôi. Ngày thứ 7 thì nghỉ ngơi một chút, còn ngày nào cũng phát sóng vào khung giờ này nha các bác. Vâng, Y4 giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Marujangma nữa ạ. KC23, nó y chang như con Y3 thôi ạ. Y4, con này Y5, Y3, Y4. Vâng, Y4 với Y3 y chang nhau nha. Nó khác, con này sử dụng tum rời. Tum rời thì nó đắt hơn một chút nha. Máy móc nó y chang nhau thôi. Nó cũng đang sử dụng chế Guamoro, chế một kim,
Và với những thương hiệu Marujama này ạ, lốc máy con nào cũng dập, Made in Japan dập nổi hết nhá. Số khung sườn máy. Vâng, tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tum côn thông dụng. Tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. 1.550.000 đồng Y4 ngày hôm nay. Y4 1.550.000 đồng Vâng, lại nhỉnh hơn một chút nữa. Các bác vẫn thích những cái thương hiệu Marujama này, các bác có thể chọn Y5 nha. Marujama là một trong những cái dòng sản máy ạ, nó thiết kế nhẹ hơn mấy máy khác tí và đa phần là những đời cao nha các bác. Đó, đời cao, dễ sử dụng, sử dụng cho công việc gia đình rất hợp lý nha. Vâng, con này 26cc Marujama 26cc lòng 34 ly, thiết kế rất nhỏ gọn nhẹ nhàng nha, nó y chang như một con 23 của máy bình thường ấy ạ. Con này cũng có trục giật trợ lực nha, trục giật trợ lực bằng lò xo, chế Wamro, chế ga ngang, chế một kim, tum liền, tay ga giữ, đầu chắn cỏ rên cho các bác. Giá 1.650.000 đồng Y5 ngày hôm nay ạ, đẹp xuất sắc nha, 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, Y5 1.650.000 đồng Và các bác thích những con cầy cã hơn một chút, giá tiền nhỉnh hơn một xị xi nữa, các bác có thể lựa chọn những thương hiệu như Echocurit này nha. Echocurit, phiên bản Echocurit 260 26cc lòng 34 ly. Vâng, với những phiên bản này đồ thay tháo rất sẵn nha. Đó, nó đang sử dụng chế bơm xăng tự động, chế vú bơm lớn nha, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền, tum nhôm, tay ga giữ công tắc nó nhân tay, tất cả riêng nguyên bản. 1.700.000 đồng Y6 ngày hôm nay, Echocurit 260 26cc lòng 34 ly, con số Y6 ạ. Vâng, Y6 1.700.000 đồng Vâng, cao cấp hơn một chút xíu nữa, các bác có thể chọn những thương hiệu Mitsubishi nha. Và những cái dòng Mitsubishi là một trong những dòng chủ đạo, ý là những cái dòng máy là nông cơ thành định thường xuyên bán nha các bác. Giới thiệu cho các bác con số Y7 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly. Vâng, với các phiên bản này, thực tế con này là một con máy chạy bằng ga đấy ạ. Đó, em bỏ cái máy ga ra, cái bình ga nó hỏng rồi. Đó, em làm cho các bác bình xăng, máy xăng bình thường nha. Và tất cả những con máy ga hầu như con nào nó còn đẹp hết nha các bác. Đó, nó đang sử dụng bộ chế hòa khí Wamro 2 kim, chế rin hết cho các bác. Với con này rin nguyên bản nha, có mỗi cái bình xăng lớn là nó này em thay cái bình xăng lớn mới thôi, còn tất cả rin nguyên bản hết cho các bác. Đó, tương đối đẹp nha các bác, quá xuất sắc. Tum rời, tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin cho các bác. 1.800.000 đồng Y7 ngày hôm nay, Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. Vâng, con số Y7 1.800.000 đồng Và hôm nay ông thợ, mấy ông thợ nhà em, ông xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nha. Đó, giá tiền đấy ạ, giá tiền từ nhỏ đến lớn. Vâng, nhỉnh hơn một chút tiền nữa, các bác có thể lựa chọn những thương hiệu Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly. Vâng, với phiên bản này thì là phiên bản trục giật trợ lực, chế le tai đỏ, chế 2 kim, tum rời, tum nhôm, tay ga giữ, tình trạng rin nguyên bản. Giá 1.950.000 đồng Y8 Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly ạ.
1.950.000 đồng. Y8 lại nhìn như một chút nữa, các bác có thể chọn Y9, Y10 và Y11 nha. Y9 là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc, lòng của nó là 33 ly. Vâng, với phiên bản, tất cả những phiên bản TL26 thì nó đang sử dụng chế Wamoro, chế ga ngang, chế 2 kim. Vâng, con này thì cũng có bình xăng lớn là thay thôi, còn tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác nha. Tum rời tum nhôm, bố côn 260, côn tum thông dụng, những cái dòng có thể gắn máy xịt thuốc được kìa. Tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác, và cái cần của nó màu rất đẹp ạ. 2.300.000 đồng, Y9 ngày hôm nay, TL26, 26cc, lòng 33 ly ạ. Vâng, Y9 2.300.000 đồng. Vâng, Y10 nhỉnh hơn một Y9 một chút ạ. Mitsubishi TL261 26cc, lòng 33 ly. Vâng, với phiên bản này là phiên bản trục giật thường, chế Wamoro, chế 2 kim, chế ga ngang, tung rời tung nhung, đẹp xuất sắc. À, con này bô quay về trước nha các bác. Đó, các bác thích con này mà không thích bô quay về này này, đó thì các bác nhắn tin là làm lại bô cho tôi nhá. Đó, cái bô này là nó lại quay về là mặt đằng trước đây này. Nói chung mặt trước mặt sau không quan trọng lắm đâu ạ. Đó, quan trọng các bác thích con máy này, tiếng máy nó ổn định. Đó, thích dòng này thì các bác chốt thôi ạ. Còn bô các bác thích quay chỗ nào thì bên cửa hàng em làm cho các bác quay về phía bên đấy nhá. Vâng, tay ga giữ tình trạng rin nguyên bản, giá 2.500.000 đồng, Y10 ngày hôm nay, Mitsubishi TL261 26cc, lòng 33 ly, con số Y10 ạ. Vâng, Y10 2.500.000 đồng. Vâng, Y11 cũng là một con Mitsubishi TL261, cái phiên bản khác nhá. Phiên bản nó cũng nhiều phiên bản lắm. Phiên bản Mitsubishi TL261 này thì nó lại có trục giật trợ lực nhá. Đó, chế le tay đỏ 2 kim. Vâng, con này phiên bản bình xăng to nhá, nó to hơn những cái phiên bản khác. Đó, thực tế con này là tháo ở những con bao lô ra và rác cần rin cho các bác nhá. Đó, đa phần những con máy mà bình xăng nó to này, đó nó tháo ở những con bao lô này. Đó, ráp cần rin vào cho các bác. Vâng, tum rời tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, với phiên bản này thì nó nhỉnh hơn một chút nha, 2.600.000 đồng, Y11 ngày hôm nay, Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ. Vâng, Y11 2.600.000 đồng ạ. Vâng, hôm nay tự nhiên nạc ngoài ra một con máy bao lô. Đa phần những con máy bao lô của bên Lông Cơ Thể Nhỉnh ạ, đa phần là em sẽ lên cái máy cần. Đó, nhưng mà con này đẹp quá, nó xuất sắc, nó đẹp đẹp từ A tới Z, từ cái bộ cần rồi đi. Nên em để Y về em bán nhá. Và các bác lưu ý, những cái phiên bản mà đeo bao lô ấy ạ, nó sẽ tiền nó sẽ rẻ hơn một chút. Không phải rẻ hơn vì máy đâu ạ. Đó, nó rẻ hơn bộ cần thôi ạ. Ví dụ như cái bộ cần nắp lớn đây này, đó nó rẻ hơn mấy trăm nghìn đấy ạ. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, một con máy lớn 33cc, lòng 36 ly nha các bác. Và con này nó rất đẹp nha các bác. Đó, nó rin nguyên bản 100% cho các bác. Đó, những bác nào sành sành những cái bao lô này các bác để ý ạ, những con bao lô này dây thừa nó thừa ra một chút về này. Đó, để khi mình giật nó không bị với, chứ không phải nó thừa ra như vậy đâu nha. Đó, nó làm cái nó có một cái thừa này. Cái này nó là một cái lớp nhựa cứng nó xỏ vào cái dây giật để nó thừa nó đến lúc mình đeo vào ấy ạ. Đó, khi mình kéo tay đằng sau mình giật nổ ấy ạ, nó không bị với. Vâng, với phiên bản này thì có trục giật trợ lực nha. Cái phiên bản của TL33 này trục giật trợ lực rất ít nha, rất hiếm. Đa phần nó ở trong những con rạch nước hoặc là những con máy bao lô này. Đó, còn máy cần gần như là cực kỳ hiếm nha các bác. Đó, nó máy dập mini dập nổi.
chế quang rô, chế ga ngan, chế hai kim, tum lớn, bố côn 260. Đó, và đa phần những cái bộ cần của cái thằng đeo ba lô này, nó thiết kế bộ cần ống cần 24 thôi nha, nó không thiết kế ống cần lớn đâu. Đó, nó lại đi vào cái tay ghi đông 1 này. Đồ bò rin cho các bác. Đó, cực kỳ đẹp nha các bác. Nó đẹp từ cái tum của nó trở đi này. Quá xuất sắc cho một con máy Nhật bãi, máy lớn nha các bác. Đa phần những con ba lô nó cũng còn tương đối đẹp. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 3.250.000 đồng. Đó, bác nào thích chốt đầu không thì chốt, mà thích chốt ba lô thì chốt. Và cái đầu không này thì em báo giá luôn nha, cái phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ này. Đó, cái đầu không của nó cũng đáng giá 2.900.000 đồng rồi nha các bác. Đó, còn riêng mà lên máy cần nha, bữa nay nó phải giá tầm khoảng 2.700.000 con này, à 3.700.000 con này nha. Đó, nếu mà lên máy cần. Đó, những cái con mà đẹp trục giật trợ lực le tay đỏ, nó đẹp như thế vậy ạ, nó không có giá rẻ đâu ạ. Đó, chỉ có cái ông nào ứ ẩn Trung Quốc xuất Nhật thì có nghĩa ứ ẩn thì có mới bán rẻ thôi ạ. Còn đúng hàng chính hãng, đúng hàng rin đẹp như vậy ạ, đó là có giá đó nha các bác. Vâng, 3.250.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33 con số Y12 nha các bác. Vâng, Y12 Mitsubishi TL33. Đó, phiên bản máy bao lô, đeo bao lô nha. 3.250.000 đồng ạ. Vâng, từ Y1 cho đến Y12 là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Và tỷ lệ pha nhớt là 1/20. 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường. Cái loại nhớt 200-250.000 một hộp. Các bác có thể pha tỷ lệ cao hơn, 30-40/1. Và hôm nay đại diện hai em đến từ thương hiệu 4 thì Honda nha các bác. Honda GX 22, 22cc lòng 34 ly, xăng riêng, nhớt riêng. Đó, xăng đổ đây, nhớt đổ đây. Vâng, các bác cứ hay hỏi em là sử dụng xăng gì cho nó tốt ạ. Hầu như xe máy chạy xăng gì, xe máy cỏ chạy xăng đó. Thì đa phần cái xăng 95 ấy thì nó có độ nhạy bén hơn. Thì các bác cứ sử dụng xăng 95 nha. Và hai con Honda này thì hai phiên bản khác nhau nha. Một phiên bản tum rời, một phiên bản tum liên. Giới thiệu cho các bác con số Y13. Đến từ thương hiệu Honda GX 22, 22cc lòng 34 ly, phiên bản tum rời, tum nhôm, bố côn 260. Vâng, với những cái phiên bản này này, cái tum với cái cần của nó là y chang như những con máy 2 thì nha. Kể cả cái bộ phận 7 chân con này này, nó thiết kế y như máy 2 thì. Đó, con này đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, với những cái thương hiệu này, em sẽ bán giá 2.050.000 đồng. Vâng, con này rất đẹp nha các bác. 2.050.000 đồng cho con số Y13 ngày hôm nay. Honda GX 22, 22cc lòng 34 ly ạ. Cái máy rất êm như các bác. Vâng, con này thì một tí mất một thanh vỏ đây nha. Nói chung nó chả ảnh hưởng gì đến máy đâu. Mất một thanh vỏ gãy, một thanh vỏ tí thôi ạ. Vâng, 2.050.000 đồng, Y13. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay có số Y14, cũng là Honda GX 22, 22cc lòng 34 ly, cũng y chang như con Y13 thôi ạ. Nhưng mà phiên bản này phiên bản tum liền nha. Vâng, tum liền, nhưng mà được cái con này tay có bóp hộp nha. Tay có bóp hệ. Đó, công tác của nhân tay. Đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác, riêng nguyên bản, giá 1.950.000 đồng, Y14. Không phải nó không ngon con không bằng con Y13 đâu ạ. Chẳng qua là tum liền nó rẻ hơn so với tum rời một chút thôi ạ. Vâng, 1.950.000 đồng, Y14 ngày hôm nay ạ.
Vâng, hai con này tiếng máy rất êm như các bác. I14 giá 1.950.000 đồng. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 14 con. Em xin nhắc lại, giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa thích con nào lâu này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và cái video này các bác xin nhắc lại một nhớ, các bác nhớ con mini game này nha. Đó, vừa xem review máy, vừa mua máy, vừa dự đoán kết quả, biết đâu lại lơ ngớ lại vớ được con máy xịn sò như vậy nha các bác. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Với em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.